Dạ, cái này hơi khó trả lời tại vì em thấy mình cũng hơi nhiều ưu điểm á. Kể ra thì hơi chiếm sóng chương trình. Được hết, anh Dạ. ngồi tới sáng luôn cũng được. Dạ, vậy thì em nói gọn thôi là ưu điểm của em là... Nổ, nổ. Dạ, cái gì em... Ý là quên cái câu đó rồi. Cảm nhận. Cảm nhận sao vậy em? Không có tâm gì hết. Cảm nhận của anh về em hả? Về cái chiều cao thì ok, ngoại hình dễ nhìn. Da sáng, gương mặt này em để ý thì hơi góc cạnh xíu. Tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đánh đá. Em thấy sự đồng cảm rồi chị ạ? Em im đi. Thì em kính chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả. Em tên là Phương Thảo, em năm nay 27 tuổi và em đang làm thêm lĩnh vực xuất nhập khẩu. Quê em ở Gia Lai và hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin hỏi chàng trai ghế màu đỏ, hãy giới thiệu về mình đi. Rồi, xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và các bạn ở hội trường. Mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1000 để một rưỡi của Lê Lợi. Công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao bút đi đâu làm đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không ai trả cách xe đâu nha. Mục tiêu đến đây là không cần cách xe, chỉ cần có người đem về. Phải xác định rõ mục tiêu. Được. Rồi, bạn anh ghé áo xanh giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Dương Phương Tơn, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại đang là kỹ sư detailing của công ty nhà thép Tiền Chế. Quê ở đâu? Dạ, em ở thành phố Buôn Ma Thuột. Dạ, làm việc ở Sài Gòn. Rồi, ngon lành. Em giới thiệu mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em chào quý vị khán giả và các anh chị. Em tên là Nguyễn Vũ Thiệp Nhi. Em nhỏ nhất ở đây, em 24 tuổi. Dạ, em làm công việc tổ chức sự kiện của một công ty truyền thông. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi, cho Nhi giới thiệu luôn ưu điểm, nhược điểm luôn đi. Dạ, cái này hơi khó trả lời tại vì em thấy mình cũng hơi nhiều ưu điểm á. Kể ra thì hơi chiếm sóng chương trình. Được hết, anh ngồi tới sáng luôn cũng được. Dạ, chị, em nói gọn thôi là ưu điểm của em là nổ, nổ. Dạ, cái gì em cũng giỏi hết á, hầu như em không có khuyết điểm ạ. Anh mới vừa thấy khuyết điểm rồi luôn á. Khuyết điểm của em là hơi tự tin một xíu thôi ạ. Bạn trai cái xanh kêu bị áp đảo không vậy nè? Ấn tượng chị. Dạ, nếu mà em có cơ hội thấy người ta đăng ra, đảm bảo áp đảo nổi. Thấy hai đứa trước tiên là hợp cái vụ tự tin rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Em chịu khó lắng nghe người khác, nó ăn được, lại hay thích chơi thể thao ạ. Khuyết điểm của em là não các bạn, não các bạn. Công việc có quên không? Dạ, công việc thì không quên, mà những cái việc nhỏ nhỏ như là cái chùm chìa khóa mình đông để đông, để thiếu mình quên thì có lại hay delay. Ủa, đi làm mà có delay rồi sao? Dạ không, kiểu như là em hay muốn là công việc đó mình làm một chỗ luôn một lần chứ phải là làm chút chút chút. Cũng liên quan gì tới cái chuyện đi trễ? Đi trễ thì em không đi trễ được. Chứ delay là cái gì? Delay là mình trì hoãn công việc cái gì? Tôi không biết mà tôi đi máy bay mà tôi nghe delay thì tôi biết máy bay bay trễ rồi đó. Giống như là ăn sáng mình delay chứ. Quay qua với anh tài của tôi, anh còn tài gì anh thể hiện luôn đi anh. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè, hồi xưa quen con gái có đôi khi là mình nói chuyện là mình hay nói với bạn bè mình trước mặt là nó. Nhưng mà nói trước mặt bạn gái luôn hay là nói sau lưng thôi? Cũng có nói luôn sau lưng trước mặt, chuyện nói em hay mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó tài. Dạ đúng rồi, thẳng tính Đạt. Còn thêm cái tật nó khùng khùng nữa. Ai khùng? Em. Tưởng nó nói chị với Đạt khùng chứ. Dạ, em đâu dám nói gì đâu. Dạ, cái khùng nên... đó là cái thế mạnh hay thế yếu em nè. Dạ, nó cũng là một cái thế mạnh, cũng là một cái thế yếu anh. Nhưng mà nói nhiều mà nói đúng hay nói nhiều mà nói bậy? Có những chỗ đúng có chỗ không đúng. Em có sở trường làm ta vui rất dễ, rất nhanh. Và khi người ta lên tới đỉnh điểm xong thì chuyển qua cục xúc luôn, để chửi lại mình luôn. Cái bạn nữ này nãy giờ cười quay. Bây giờ em nói đi đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ, em biết em đẹp, biết em đẹp. Thiệt hay vậy, sợ đáo để vô. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sinh phi hay là sao? Dạ nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ một Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người ta có quyền. Được được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ế phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế. Em có nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa sai một cái là... nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình bắt tay rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm? Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. Rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Em mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có. Em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Còn quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Ủa hồn, chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời,
cho một cuộc đấu võ tự nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Rồi cuộc tình thứ hai đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình, nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy nên thành ra là không có hợp. À bạn trai bên bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy, hồi nãy lí mà. Tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng da sắt không? Dạ không có đồng mình đồng da sắt. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ chứ, em là người chuyên đi đầu. Rồi tình trường mình sao nè? À, em có ba mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em, bởi vì cái mối tình đó giúp cho em nó thay đổi hoàn toàn cái bản thân của em. À dạ idol ngon, của em. Ngon, dạ. Ngon, dạ. Ngon. Rồi cái mối tình nó kéo dài được không? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Có thể là lúc đó em trẻ trâu quá, em là một thuộc dạng là khá là nóng tính. Thì hai bên đều có cái tâu nhất định, mà lúc đó thì mình cũng chưa trưởng thành về trong trải nghiệm cuộc đời hay là cuộc sống này kia trong tình trường nữa. Châu nên qua. Là qua luôn. Cho nó qua luôn. Mối hai. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này, là bạn nó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. Rồi sao chia tay? Gia đình em cũng bị dạng khó khăn, nên là em lúc nào cũng là có cái tư duy là hơi hành bạn gái một xíu, là chỗ là em phải cái này nè, nó sẽ giúp cho em tốt hơn. Thôi thôi, gia trưởng quá. Mối tình em không ép buộc gì hết. Rồi, mối tình thứ ba đi. Mối tình thứ ba thì mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi. Thấy chưa, đặt tên tài mấy tháng? Cũng như là 3 tháng hè bé nó vừa quê chơi thôi. Cô gái đó là một người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn với một người bạn thân của em. Trong một lần đó là mùng 3 Tết năm 2017, em về em chơi Tết nhà chỉ bạn em. Chỉ có phụ nữ mới kỹ tính đó. Vậy thôi. Là khi mà nói chuyện với bạn đó thì bạn nó cũng trùng hợp với em, là em cũng hỏi lên mà nó cũng hỏi lên. Mà có cái tình cờ rất là thú vị, đó chính là hai đứa là giống như kiểu là nhây với nhau vui vẻ, xong rồi đi karaoke. Xong cái bạn nó nói gì em cái xong đang ngậm bia mình phun cái phèo mặt mà nó luôn. Rồi chia tay. Không, lúc đó mới quen thôi. Bạn nó đi ra ngoài em nghĩ là chết rồi, địa bàn con nhỏ này. Thôi nó kêu người vô nó hút mình. Cuối cùng tự nhiên đâu có chạy lực vô cái phòng karaoke. Bất nhiên có kêu nhỏ em mình chia tay bạn trai nó ngoài nó khóc lóc sùm cái lộn tùm lum hết. Bạn hay giải quyết giùm tôi đi. Gì trời. Xong em ra giải quyết, nói nhỏ vô lỗ tai của bé em của bạn đó thôi. Tự nhiên mà nó hết khóc cười ơ bạn trai. Em nói câu gì vậy? Xong bạn nó cũng hỏi em giống câu như nào hỏi. Có gì đâu, nó đơn giản à. Người đàn ông quan tâm phụ nữ đôi khi có lỡ lời xíu, nhưng mà hãy nhìn sâu thẳm vào trái tim họ. Cái câu nói đó bật dù có thể khó chịu, nhưng mà bên trong nó thực sự muốn tốt. Tự nhiên nhỏ nó hết bật luôn. Dài mà. Họ gì? Họ Lê phải không? Dạ Lê. Họ hỏi giới thiệu họ tên tôi coi có ai họ Lê không? Phải, đây có trùng hợp không? Không, đây phải họ Lê. Dạ. Họ Lê luôn. Thấy chưa? Dạ, em là Lê Thị Phương Thảo. Mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Tôi mối tình gần nhất đi làm mới nhìn 3 tháng. Em rút ra ngoài học sau một lần. Bà nó quyết định chia tay với em, làm em hụt hẫng và trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi vị em cầm ly bia em uống. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến là lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi sẽ để chúng ta lại cái gì đó, thì em ngẫm cái câu đó em ngộ ra. À em sáng cái đầu em ra liền, tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á, em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể đó là cái điểm yếu của em, đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân đó. À, em rút ra kinh nghiệm là em không đừng nên nói nhiều nữa. Đúng, im lặng. Im luôn đi chơi. Anh trai, mỗi người có một thế mạnh riêng. Em thì sao? Tình trường như thế nào? Em thì trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu thì em là 3 năm. Hay chứ, 3 tháng thì có 3 năm nè. Rồi, 3 năm sao em? Đến cái khúc mà chia tay á, thì em chủ động em nói bạn đấy, bởi vì có vướng mắc về gia đình ạ. Rồi, qua mối tình thứ hai. Giờ mối tình thứ hai thì được 3 năm nữa. 3 năm nữa? Trời ơi, cậu này hay ha, mối tình nào của người ta cũng 3 năm kìa. Em thấy trong suốt 3 năm tụi em khó tiếng nói chung á. Cụ thể là cái trường hợp gì? Cụ thể là cái quan điểm sống và cái điều kiện bạn đó đưa ra cho em. Bạn đó đưa ra làm sao? Một là con trai miền Tây. Gia đình bạn đó chỉ thích con trai miền Tây. Dạ. Hai là về miền Tây và lập nghiệp với bạn ấy. À. Dạ. Thì cả hai điều đó em không đáp ứng được. À. Dạ. Rồi bây giờ đến cái mối tình thứ ba. Dạ. Thì em rút cái kinh nghiệm gì cho những mối tình dạ. trước? Đừng có để 3 năm hoài cuộc em đời. Em sẽ tìm hiểu về cái tương lai bạn đó muốn là gì. Nếu như thường là em phải gánh luôn á. Dạ. Em bỏ đầy hai đòn gánh luôn anh. Rất nhiều hả? Dạ đúng. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ, hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng em nghe. Dạ, nếu mà kể mà sợi người cũ em coi chương trình đó, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tuổi không. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em thì cũng lo hết. Dạ đúng. Còn trong đổi thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi. Mình nghĩ là mình phải tiết chế lại. Nhưng mà sau đó em bị phản bội.
đó kéo dài được nhiêu năm? Dạ một năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Bây giờ là mọi người trái tim đã bình ổn hết trơn rồi đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình để tiến tới một cái đoạn đường dài. Thẳng hỏi Nhi luôn đi, bây giờ cái mẫu người lý tưởng của Nhi là như thế nào? Quan điểm của em á là cho dù mình đặt ra cái hình mẫu lý tưởng như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình thôi. Khi mà mình gặp đúng người, đúng cảm xúc á thì tất cả những cái hình mẫu đó nó đều không có còn quan trọng nữa. Em thích về hình thức hay là hình dạng hay là cái hình bóng? Em cái gì đó để anh mường tượng anh đía qua coi. Dạ hình thôi đừng có bóng. À thích hình thôi. Thì nãy giờ em nghe cái giọng của cái anh chàng áo xanh đây thì em mường tượng ảnh là như thế nào không? Dạ em nghĩ chắc là một người điềm đạm, hiền lành. Cảm giác ban đầu thì như thế thôi ạ. À? Người ta tưởng tượng mình đó, điềm đạm, hiền lành đó. Còn mình tưởng tượng người ta sao? Chắc cũng bên đó cũng điềm đạm, xinh gái. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích con gái rất là xinh tường. Dạ. Về ngoại hình có thích chiều cao thấp mập ốm lớn? Dạ chắc em cao cỡ 1m73 thì em nghĩ bạn nữ từng cao 1m55 rồi. Ok còn Tài, mỗi người lý tưởng của Tài sao? Cái hình mẫu của em á là một người con gái. Thứ nhất em rất là thích đi từ thiện. Nếu mà bên nhau có một cái hành trình nào đó để cùng có thể hạnh phúc với nhau á thì phải cùng nhau có thể là hướng về cái việc đó chính là đi thiện nguyện. Cái thứ hai và cái tiêu chí mà em quan trọng nhất phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình, ít nhất một tuần phải 3 bữa, tại vì từ nhỏ đến lớn em thiếu bữa cơm gia đình. Và cái thứ ba đó chính là về ngoại hình, với lại cái chiều cao nó sẽ tương xứng với em khoảng tầm. Những cái điều em đưa ra nó cũng đơn giản thôi. Sao? Thế dạ. Em kìa, em cười qua giấy. Thật ra từ xưa đến giờ em cũng không có đặt ra bất cứ một cái hình mẫu nào cho bản thân mình hết. Chỉ cần người đó có ngoại hình ưa nhìn là được, và at least là phải cao hơn em. Một người hoạt bát, vui vẻ, thông minh. Nãy giờ em thấy hoạt bát vậy đủ chưa? Dạ đủ dư luôn chị. Dư rồi. Dạ. Em không thích một người gia trưởng. Nhưng mà nãy em nói em muốn chồng em cao hơn em hả? Dạ đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ 1m65. Bạn này phải cao trên 1m7. Đúng không em? Bên đây cao hết trên 1m7 hết chị. Em cao nhiêu? Dạ 1m75. 1m75 cơ. 1m75 ở bên kia 1m73. Giờ tôi đang khai thác họ nhà gái nè. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt cùng hai anh và chị bên kia với lại quý khán giả. Thì em là bạn của Tiệp Nhi. Tiệp Nhi nó cũng cô gái rất là dịu dàng nhưng mà cũng sẽ có một số nét cục xúc. Tiệp Nhi sẽ thích một bạn nam hề hước một chút, lắng nghe bạn một chút, tại vì nhiều khi bạn cũng nói cũng nhiều, sẽ đặc biệt thích những cái người mà thích nghe bạn hát. Em xin phép hỏi một xíu anh ghế xanh, em cũng chia sẻ thêm là bạn của em á rất là thích sự rốt rẽn, cái gì cũng muốn liền. Khi em nghe mình hơi có một cái xíu cái sự delay nhẹ. Anh xin tính chính là cái delay đó của anh, đó là những cái vụn vặt hàng ngày thôi. Còn những kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Nhưng mà nãy bạn em á nói em cục xúc là sao? Dạ em vậu nhẹ anh. Vậu là thế nào? Dạ không nói. Không nói có gì đâu cục xúc. Cái đó cũng là một cục thể xúc loại cục xúc. Cũng một thể loại cục xúc, bởi vì em cũng bình quá à. Thôi bây giờ cục xúc gì tính sao bây giờ á, nói hát đi Nhi. Tại vì bạn em nói em thích mọi người nghe em hát. Dạ, vỗ tay. Dạ, vậy em xin phép hát một vài câu một đoạn nhỏ thôi nha. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, dẫu anh không còn gì để vương vấn. Người... mọi người rất chăm chú nghe em hát. Rồi em đó Tài, em được cái là em đọc rap nó ổn hơn. Ok giờ nó gần gần nói hay quá. Nhưng mà có quan trọng nhất là em không được lời. Trời ơi, mình bắn đại đi. Em nhớ được khoảng tầm 4 câu đầu trong cái bài phiêu lưu ký của anh Dĩ Trắc. Lồng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báu thiêu hoa, sưng hùng sưng bá nghe vàng trái ló. Em quên câu thứ tư. 2, 3, vô. Lòng lành lấp lánh kiều xa. Em làm lại cho 3 câu thôi nha. Ok. Lòng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báu thiêu hoa, ngai vàng trôi lá. Tình, 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 em quên nữa. Em có một cái yếu điểm là em hay quên đó. Thuộc được mấy câu? 2 câu rưỡi. 2 câu rưỡi chứ không được 3 nữa. Thôi cúp dẹp cái nhỏ nhà trai luôn đi. Bây giờ em ngồi gái ngồi cái đỏ, em làm lại đi em. Cứu nó đi em ơi. Em sợ em cũng giống ảnh luôn. Không sao, em đừng đọc rap. Không, em không đọc rap thì em cũng quên lời giống ảnh luôn. Em thấy sự đồng cảm rồi chị ạ. Em im đi. Dạ, nếu như em có hát sai lời thì em mong là tác giả thông cảm. Thấy người ta tinh tế không? Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em, thẹn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Dạ em thuộc tới đó thôi. Chết cha được, nhà trai tôi lép dế vậy trời trời. Hai cô gái hát hay quá. Em làm gì vậy em? Em vẫn đáp lại bên kia, em hát được. Đừng làm chị mất mặt nữa nha. Rồi. Chứ thằng Tài nó làm chị lên tân xong rồi đó.
được không? Dạ được. Em xin thể hiện bài hát Chuyện của mùa đông mà em cũng thuộc mỗi khúc đầu thôi. Một sáng thức dậy nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kìa nắng lên rồi, buổi sáng in vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế. Hay ha, thôi được rồi, cũng lấy lại phong độ rồi. Thôi nha gái, còn hai bạn bây giờ là mình đi theo ủng hộ bạn ghế đỏ đúng không? Bây giờ mình Thảo, cho ý kiến Thảo nè. Thảo nè, ý kiến hai chàng trai của tôi nè. Dạ em chào các anh chị trong trường quay, em là Huỳnh, em là em đồng nghiệp của chị Thảo. Về hai chàng trai thì em thấy là mỗi một anh cũng có một cái điểm thú vị riêng. Nhưng mà em muốn hỏi anh ghế đỏ là cái nghề MC là mình cũng phải chạy show nhiều đúng không anh? Thì em không biết là anh có thể dành thời gian được cho bạn gái của anh nhiều không? Chắc chắn được. Với hình ảnh từ nhỏ mình không được gia đình, không được tình cảm với nhau lắm, nên là mới suy nghĩ rằng sau này mình phải sắp xếp được thời gian cho gia đình. Cái thứ hai là từ 2017 là tập thói quen là mỗi tháng đều phải về nhà một lần để kết nối lại với gia đình. Nếu mốt có bạn gái là một tháng sẽ gặp mặt một hai lần đi chơi. Nhiều hơn được không anh? Có một hai lần thôi hả? Không, mục đích là một tuần phải gặp hai ba lần. Ba mẹ thì một tháng gặp một hai lần, còn bạn gái thì tuần gặp một hai lần. Có hiếu lắm. Rồi em gái muốn hỏi gì kìa, hỏi đi cưng. Em cũng có một câu hỏi cho anh ghế đỏ luôn. Cái tiếp người phụ nữ lý tưởng của anh ấy là một tuần sẽ nấu cơm, ăn cơm ở nhà ít nhất là 3 lần. Vậy thì cho em hỏi là đây có phải là một điều anh có thể thỏa hiệp được không? Anh có nói trong cái quan điểm của anh đó chính là quan trọng là được ăn cơm cùng nhau, chứ không phải là bắt cô kia nấu cơm. Vậy có nghĩa là anh nấu á? Anh nấu, anh vô bếp nấu cơm cho gia đình ăn được. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là mở cửa trái tim cho các bạn gặp gỡ nhau, được chưa? Mở cửa trái tim. Có điện gì bắn chưa? Bắn đi. Điện Mỹ trong đây rồi chị. Mỹ hả? Trời ơi, sao không đứng hình luôn vậy? Muốn làm gì làm đi, chứ mình sân khấu này là của em đó. Được tặng đúng người hả chị? Ủa em muốn tặng ai em tặng chứ chị, tự nhiên tùy theo cảm xúc của em. Trước tiên thì cái món quà này là cái thói quen ta hay tặng quà cho người thân á, người quen là đa phần là thích tặng sách nhiều hơn chứ không có ít tặng hoa rồi thế này kia lắm. Có một cái hai cái từ mà tại rất thính cho thích trong cuộc sống. Thứ nhất là từ đáng giá và từ đắt giá. Thì hôm nay em tặng cái món quà đó là một quyển sách tên là Bạn đắt giá bao nhiêu. Này tại xin phép tặng bạn. Em có thể làm cái dáng hình nền nó được cho anh coi được không? Báo giá luôn nè. Một tay đúng không? Đó. Rồi đó được. Rồi đây nè, em cầm cái chiếc luôn đi rồi báo giá luôn nha. Cảm ơn anh. Dạ, thật ra thì cuốn sách này đã có một người ngồi ở trước kia đã tặng cho em và em đã đọc rồi. Và em rất thích cuốn sách này. Nhưng nói thêm một điều nữa, mỗi thời điểm đọc nó sẽ khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Lành quá à. Tao tặng quà xong chưa? Dạ rồi. Không bao giờ chỗ. Để người khác nữa. Đó, không cần nói nhiều. Trước tiên thì anh không phải là người hoa này. Thì anh nghĩ là trong cuộc sống á, em sẽ có những cái stress hoặc là những khó khăn trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bó hoa này nó sẽ làm em thoải mái hơn, dễ chịu hơn để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Dạ, bó hoa này sẽ làm em béo phì. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thấy như thế nào? Khi em stress em sẽ làm gì? Dạ, khi mà em stress á, thường em sẽ kể với mẹ, kể với bạn bè, kể với nhiều người nhất có thể. Thế này có anh được không? Dạ. Anh cũng rất thích nghe người khác nói chuyện. Em thích là mình có một cái không gian riêng để mình tự chữa lành cho mình ở bên trong, mình tự anh suy nghĩ lại những cái căng thẳng của mình đã qua. Anh sẽ tôn trọng những cái khoảnh khắc riêng tư của em. Mẹ đâu quyết tâm ha. Ê, tính ra này nó cũng lanh quá ha. Quyết tâm. Nếu mà để bạn nữ là phải biết tên, bạn này tên gì? Nhi ạ. Hay. Đó, vậy là có chứ bộ. Cảm nhận của Tài. Bạn học võ gì vậy? Bạn Bobina. Bộ hẹn hò hay là hẹn nhau quýt lộn vậy? Mấy bạn ơi, mình có lộn chương trình không? Bạn nghĩ sao về mình? Vậy thì tại sao bạn không nghĩ sao về mình? Mình đang hỏi trước mà. Nhưng con gái có quyền được hỏi ngược lại. Chị Tường kêu câu hỏi đúng không? Không chịu hỏi trước. Thấy căng căng nữa rồi đó, cãi lộn nữa kìa. Quýt lộn. Hôm nay nãy hỏi gì quên ta? Ý là quên cái câu đó rồi. Cảm ơn. Cảm nhận sao vậy em? Không có tâm gì hết. Cảm nhận của anh về em hả? Về cái chiều cao thì ok, ngoại hình dễ nhìn, da sáng, gương mặt này em để ý thì hơi góc cạnh xíu, tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đanh đá. Em thích kiểu vậy đó, em thích kiểu vậy đó. Trước tiên thì mình thấy là Tài cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cũng chịu nhường mình. Đồng thời thì mình cũng rất là trân trọng khi mà Tài nói là Tài thích những cái hoạt động từ thiện. So với mình thì mình cũng rất thích những hoạt động đó. Và về gia đình thì đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Ủa, nhớ cái vụ mà mối tình đầu đó, rồi mình kêu mày tao, rồi sau đó cái mình kêu bạn kêu tên, sau đó mình kêu anh em, mà hình như Tài nó lớn hơn em, sao em kêu bằng tên không kêu bằng anh vậy? Dạ tại nhìn thấy xem có rồi, tao lớn tuổi hơn không, mặt em trẻ chị,
kêu người ta bằng anh đi. Mà em cũng khoái với kiểu mà kêu người ta. Không kệ em đi, tôi minh giật em đó. Ôi, hai này thiệt luôn á. Đâu, quan điểm về hôn nhân em như thế nào? Quan điểm của em á, hôn nhân là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nên em sẽ kết hôn khi mà em đúng người, chứ sẽ không kết hôn vì mình đến tuổi phải kết hôn. Và em là một người hướng về gia đình nhiều. Em nghĩ về cái tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý? Nếu ai quản lý tốt thì người đó quản lý. Nhưng mà em vẫn muốn một bạn nữ. Em nghĩ là khi mình lấy vợ là mình có quỹ đen không? Dạ, cái đó thì cũng tùy. Tùy cái gì? Tùy là mỗi tháng bạn nữ cho mình bao nhiêu. Em hỏi thử đi. Em nghĩ bao nhiêu là đủ? Dạ, em nghĩ là không nên có tiền riêng. Em sẽ lo tất cả mọi thứ, từ ăn sáng, ăn ở nhà. Em có thể chuẩn bị cơm cho anh đem lên công ty. Không có một khoản riêng nào luôn em à. Em nhắm gì em sống nổi không Đạt? Em rất thủ đoạn kìa. Chứ em phải em bê tông cốt thép, dạng như là khuôn khổ này, khuôn khổ này đâu. Em đôi khi em phải có cái những cái hầm rồi. Vậy là có quỹ đen. Cái chuyện đó chị... Trời ơi. Nhưng mà em đồng ý. Đồng ý gì? Em đồng ý là người đàn ông phải có quỹ đen. Tại sao? Tại sao? Tại vì ví dụ như những dịp lễ chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em, tại là ảnh tặng, ảnh đưa hết tiền cho em rồi. Em không thích cái người nào mà tự nhiên chuyển tiền em tự đi mua đi không. Em thích người đó phải chủ động. Ồ hà, thấy chưa? Nữ khó lắm. Nói về những ngày lễ vậy á thì em thích tự mua quà cho em hơn. Bản thân em biết là mình thích cái gì. Và em nghĩ là em vui là cái món quà tốt nhất cho cái người đó. Hay quá. Ôi rồi bây giờ giả tỷ ra đường rồi nó gặp bạn gặp bè rồi này kia rồi coi như là cái gì cũng phải về xin em hết trơn hả? Em nghĩ là ảnh là một người tốt á, anh sẽ có những mối quan hệ tốt. Là không cần tiền phải không? Dạ đúng rồi. Với cái nghề của mình nè, đi ra ngoài nhiều giao thiệp nhiều, cần mua quần mua áo là được, mà giờ vợ không cho đồng bạc nào em thấy sống sao? Em thấy ổn không? Căng cái gì? Căng hả? Nhưng mà với vấn đề tài chính của em á, em được cái là em có thói quen là em sẽ kiếm cách để kiếm nhiều một. Ví dụ như lương MC đó làm gì thì làm đi. Còn cái lương tại vì em có nhiều cái nguồn cách kiếm tiền khác. Tại vì thực sự ra ví dụ như giờ em đi công việc đó, mối hệ em thì người yêu đâu có biết được đâu. Lúc đó tôi đi làm công việc thì vậy là gọi là quỹ đen ơi. Nó còn không chịu nữa là có quỹ đen đúng không? Hỏi có nhiều trong túi vậy, vẫn công khai có nhiều túi. Ở đâu tiền ra nhiều vậy, ở kiếm nhiều nguồn. Vậy là cái này nguồn này là anh đưa em, còn nguồn này là để anh chi tiêu phải không? Dạ đúng rồi. Thấy vậy được không em? Dạ Thảo. Dạ được. Nhưng mà đều phải cân bằng nha. Cái đưa cho mình nó phải cao hơn cái ghi nguồn riêng nha. Theo em làm bao nhiêu là cái phần trăm bao nhiêu 82 chị. Chị nghĩ cũng phải nhã nhã cho nó, không ấy cho nó một đi em chín nó một. Chứ vậy tội nghiệp mà em chị lắm em, tự nhiên em xíu hết trơn, nó bể bánh xe nó phải xin tiền em, nó phải gọi phải tham em ơi anh bể bánh xe chỗ này nè. Dù quần áo em có lo quần áo dạ, cho đương nhiên em lo chứ. Dớ đồ. Dạ. Mà biết chồng mình thích màu gì không nữa, em biết nữa. Dạ anh thích em thì em thích là anh phải thích. Wow wow wow. Là có phải là chỉ có được em được quyền nhìn thôi. Cuộc thương lượng đây, tới đây là hết rồi. Bạn nữ có muốn có cảm xúc gì với bạn nam nữa không? Dạ, em tặng cho anh cuốn sách vui vẻ không quạo, trước cái sự cục sốc của em mong anh ngày nào vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Nhỏ lấy tiền hết, nhỏ biểu đừng quạo. Thôi nè, nắm tay đi, nắm tay nhau để truyền cảm xúc. Nhỏ bị phong thấp hay gì mà tay ướt nhẹp vậy? Không sao, anh sẽ sửa. Anh sẽ sửa em. Xong chưa? Dạ rồi. Về chỗ, em qua đây, qua đây, qua đây. Nắm tay đi cưng. Cứ coi nhỏ có phải bị phong thấp không hay là tại ấn lạnh. Em coi cái luồng điện nó là âm hay dương. Em test giùm. Dạ, âm dương hoàn hợp. Cảm nhận vậy đủ chưa? Dạ rồi chị. Cảm ơn em gái nha. Mời Thảo. Em có chuẩn bị hai món quà cho hai bạn luôn. Cảm ơn. Dạ. Cho hai bạn nắm tay xíu để nắm hai tay hả chị? Cũng được nữa. Đưa tay đây nào. Nhắm mắt lại em ơi, mới định thần được, coi chừng trái phải nó lộn nhau á. Được chưa em? Rồi em có bị loạn xạ gì không? Em thấy em không có bị bệnh tim nên hình ra mọi thứ cảm nhận thương. Mỗi bàn tay khác nhau đúng không? Dạ khác, bên này lạnh bên này nóng. Rồi cảm ơn hai bạn. Thực ra thì món quà này có một câu em muốn tặng cho mọi người, đó là có em là có tất. Tất. Wow. Tất có tất tiền. Bây giờ là đến cái thời khắc quan trọng, cho nên mình phải thật sự có cảm xúc. Mày bấm không? Có ai quên bấm không? Mày bấm hoài bấm không cái nào mình mới hồng. Lên em lại khó ngủ. Cảm xúc nó không chìm tới được. Các bạn không có rung động với nhau thì làm sao mình biết được. Mời hai bạn trai bước lên. Mời hai bạn nữ bước lên. Hôm nay thiếu chút duyên thôi ha. Thế còn em? Dạ cũng không sao ạ. Mặc dù ngay tại đây chúng ta chưa có kết nối được với một cái người gọi là cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung cái quan điểm, cùng chung cái dòng cảm xúc của mình. Biết đâu thì trong một ngày gần đây các bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc cho tất cả vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có những phần quà. Mời bạn nào. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi hai bạn đã có mặt trên sân khấu, chúng ta giới thiệu về mình nha. Lớn lên cho bên kia cùng nghe luôn. Dạ. Em tên là Huỳnh Nguyễn Việt Xuân. Hôm nay em 26 tuổi. Việt Xuân, 26 tuổi. Dạ. Hiện sống và làm việc ở Long An. Long An. Dạ. Em làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật viên bên công ty Việt Sơn ạ.
À, kỹ thuật viên Người Sơn đúng không? Dạ đúng rồi. Làm ở Long An nhưng mà quyện nào? Huyện Bến Lức á. Bến Lức luôn. Dạ. Quê mình ở Long An luôn hả Sơn? Dạ quê em ở Long An luôn. Rồi. Từ ạ. Long An. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh, với lại chào bạn cùng chơi, chào tất cả mọi người. Em tên là Trần Thị Kiều Anh, em quê ở Kiên Giang. Em 25 tuổi và đang làm kế toán, đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm việc thành phố Hồ Chí Minh. Ở quận mấy em? Dạ, em là Gò Vấp lận anh. Gò Vấp? Dạ. Vậy là về tới Bến Lức? Cũng dạ không sao, chứ em quê em là Kiên Giang nên là trên đường về nhà em là cũng qua nhà ảnh. Hả? Không có qua được Bến Lức, đi được cao tốc thẳng luôn rồi. Chứ nếu mà yêu nhau thì cũng không ngày đường xa xa xôi nha. Dạ. Bây giờ chúng ta có thể chia sẻ thẳng qua bức màn để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi em nói đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em là cái gì? Dạ. Ưu điểm của em là hiền lành, biết quan tâm chăm sóc mọi người. Nếu có vợ thì biết phụ vợ, biết nhà. Ồ, cái này hay sao? Đỡ. Mặc dù em không biết nói ăn. Không biết nói ăn. Dạ. Nhược điểm của em là cũng hơi ít nói. Với lại nhiều lúc đói thì cũng bực bội, có chuyện. Đói quạo luôn đúng không? Quạo quạo. Trong anh nó đói quạo rồi, bây giờ anh quạo lắm rồi đó. Rồi bạn gái. Dạ, bù lại cho bạn kia là em biết nấu ăn hả? À, dạ, quá. Em nấu ăn nói chung là cũng giỏi lắm. Tự nhiên. Dạ. Tự tính mua hết gì đâu em. Vậy hỗ trợ cho nhau được rồi. Còn chị em gái. Dạ, em nấu ăn cũng giỏi, cũng thích nghiên cứu về món ăn lắm. Rồi. Nên là bạn đó có thể về thử món ăn của em nấu. Rồi. Khuyết điểm. Dạ, em hay ngủ lắm chị. Em nướng nhiều. Vậy hả? Dạ. Ngủ rồi lố giờ, sao giờ đâu nấu ăn. Vậy là chắc để anh bị đói. Mà anh bị đói là anh sẽ quạo. Không sao, em sẽ canh giờ. Có. Canh giờ hả? Nếu mà hai đứa chung nhà có ảnh là em sẽ canh giờ. Được, dễ rồi. Bây giờ em gái. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? À, dạ, em trải qua được một mối tình rồi. Một mối tình? Bao lâu rồi em? À, em qua gọi đó được 9 tháng nhưng mà cách đây cũng khoảng 5-6 năm rồi. Lý do tại sao chia tay? Dạ, nói chung là hai đứa có không hợp, xong rồi bạn đó có người mới, xong rồi thôi hai đứa nghỉ chơi. Nghỉ chơi. Bạn gái nào có người mới? Nghỉ chơi. Vậy là cũng chưa sâu đậm gì lắm đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi từ đó đến đây 5-6 năm, lý do tại sao mình vẫn không tìm được người nào? Dạ, lúc đó thì em nghĩ em cũng còn nhỏ, là em khoảng 19-20 tuổi đó chị. Là lúc đó em học năm mới, năm nhất năm hai đại học. Nên là em nói là thôi đi, để từ từ đi. Lúc đó mình tự trao dồi bản thân mình đi. Mình lo học này, làm thêm để trao dồi kinh nghiệm cho bản thân á. Còn lúc mà đi chơi bằng đồng tiền đầu tiên mình kiếm được đó thì trời vui lắm. Nên nói chung là em tự xây dựng cái nền tảng của em. Bây giờ mình đã mong muốn thật sự có bạn trai chưa? Bao lâu mình biết tới hôn nhân được? Dạ, nếu mà hợp bạn đó thì cứ tiến tới hôn nhân thôi. Giờ không có quy định nữa rồi. Giờ mẹ em nói là bây giờ là kiếm được ai thì cứ gả em thôi. Giờ hối quá rồi hả? Trời ơi, em về quê em nói là ai em nói con em có chồng chưa? Con gán có chồng đi. Như quê thì hay hối lắm. Bạn trai thì sao? Đó, ở đây là hối rồi nghe. Bạn trai sao? Dạ, em đã trải qua 3 mối tình à. 3 rồi. Dạ, mối tình gần nhất đây thì em quen được khoảng 1 năm á thì chia tay. Năm nữa. Dạ. Vậy cũng mới quen sơ sơ rồi. Dạ. Mối tình nào quá dài hơn năm không? Không, mối tình quen lâu thì khoảng 4 năm, thời còn đi học, học sinh. Rồi qua trải qua các mối tình đó, mình rút kinh nghiệm là mối tình kế tiếp này mình phải làm gì để mình giữ vững mối tình đó cho suốt cuộc đời luôn. Dạ. Đó là phải hai người phải quan tâm nhau là... Đúng rồi, quan tâm. Tin tưởng nhau là được. Dạ. Rồi, nhớ nha. Dạ. Quan tâm bạn gái, tin tưởng bạn gái. Nếu được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được, chứ bên đây là hối lắm rồi á. Đúng rồi anh, chừng nào anh cưới được anh? Cái đó là mình khoảng 1 năm thì mình tìm hiểu là thể được thì mình tiến tới thôi. À dạ. Được không em? Dạ thôi miễn cưỡng đi, 1 năm cũng chịu được đi. Miễn cưỡng 1 năm thì anh chịu ha. Rồi, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ, em thì cũng hơi lùng lùng. Nên là em muốn bạn đó thì hơi cao hơn em xíu đi. Rồi hai đứa đứng cho nó hợp xíu. Em muốn mét mấy? Bên đây mét 9 đó. Ôi trời, hút tiêu chuẩn em dữ lắm rồi. Tiêu chuẩn em chỉ là mét 6, mét 7 thôi. Nhưng mà trả giá xíu xuống vẫn được. Nhưng mà bạn nói tới mét 9 là hoa quá rồi. Nói vậy thôi chứ mét 9 là anh với bạn ấy cộng lại. Còn gì nữa không em? Dạ, bạn đó thì nói chung là không mập không ốm, vừa rồi là được. Ăn mặc gọn gàng, chỉnh chu là được. Rất gọn. Dạ, vậy là được rồi. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Bạn đó hơi tính gia trưởng nè. Với lại... em thích bạn đó tính tình thoải mái phóng khoáng xíu đi. Không, dân miền Tây thì chắc cũng thoải mái phóng khoáng. Miền Tây cũng lo em. Cũng lo ha. Dạ đúng rồi. Gọi là hào sảng lắm. Bạn trai thì sao? Cái chuẩn người phụ nữ em cần tìm như thế nào?
Em thì cũng không có yêu cầu gì nhiều của bạn nữ, thì dễ thương là hợp tính thì mình tiến tới. Em thích bạn nữ với nó ngoan nè. Đó, biết nói rồi đó. Được. Được rồi. Dạ. Còn gì nữa không? Dễ thương là được rồi. Dễ thương không? Dạ. Để quá xem quá em có dễ thương hay không. Chỉ cần dễ thương được thôi. Là cái là yêu cầu dễ lắm. Dễ thương thiệt. Vậy được rồi em trai ơi. Anh lại mất cỡ. Dạ. Gì đâu mất cỡ. Em phải là một con gái rất năng động đó. Tươi à. Thích cái tính đó. Tươi. Rồi thoải mái. Ha, năng động. Rồi phải nói là giao tiếp tốt nữa. Em phải cố gắng chứ, tại em kiếm chồng. Kiếm chồng. Áp lực quá. Mẹ hối áp lực quá. Bằng thời giá của những gì Kiên Giang đúng không? Lo lắm rồi anh. Lo rồi. Em không thích gì cái tính đàn ông ngoài cái sự gia trưởng đó. Không thích rồi. Nói chung là uống rượu cái thứ thì em vẫn chịu được, mà có mức độ thôi, vừa vừa thôi. Bạn ở đây chắc anh nghĩ chắc không có uống rượu uống nhiều đâu. Dạ. Mặt rất là tươi xinh. Tươi xinh hả? Trời chết, anh thích quá. Chưa biết thôi. Bình tĩnh đi cô ơi, để tôi coi rồi tôi xử lý cho. Dạ. Chị gắng giúp em đi. Ở trong cuộc sống anh thích những người đó. Thích thì nói là thích, không thích thì nói không thích. Dạ. Giờ chưa thấy mặt mà nghe khen thì anh thích rồi. Không, em người gái là nhiều người thích lắm, nó không giận đâu. Vậy mà ế, chắc là em chưa có thích ai thôi. Không phải là ế, là mình tại vì chưa chuẩn bị sẵn sàng thôi. Đúng rồi. Đó, mình phải nói vậy. Chứ đây mà trai theo người được luôn á. Tính này có ghen là cũng mệt lắm nha. Dạ không, em đâu có. Có ghen luôn. Em hiền lắm, em không có ghen. Dạ. Thích đàn ông, thích nhất cái tính tình gì của người đàn ông? Thích nhất thôi. Bạn đó quan tâm đến này. Nói chung là đi đâu thì đi, nhưng mà có bạn cái nào bạn chủ yếu là phải gọi điện nhắn tin cho mình, quan tâm mình xíu là được rồi. Nãy em nghe anh đó nói không, rút ra kinh nghiệm với mối tình trước, bây giờ mình phải quan tâm chứ nhé. Đó, biết rồi đó. Đó, bởi vì em đang chịu rồi. Rồi, đàn trai cũng chịu đàn gái rồi nha. À dạ, nhưng mà tôi được. Dạ. À, cũng hơi còn lo chút xíu nha. À, về ngoại hình thì có cái điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Để chị qua chị coi. Qua chị coi hả? Bạn đó... cười đẹp là được chứ. Cười đẹp là được. Em có mẫu là người lý tưởng nào không? Em nói tả cho chị tưởng dễ hiểu đi. Có cái mẫu người lý tưởng nào không? À, mẫu người hả chị? Dạ không. Được rồi. Chỉ cần cười tươi thôi. Không có cái điểm nào em không thích không? Bạn nói hối đầu đi. Hối đầu em không thích đâu. Bụng phệ nữa. Hối đầu bụng phệ không thích? Dạ. Cái còn ngoài ra hối đầu là bình thường. Em hối là bực mình rồi đó. Trừ hối đầu bụng phệ là còn tất cả thích hết. Dạ. Đàn ông nhiều người hối đầu lắm á. Mà hối đầu coi giờ cũng thành công, thông minh lắm á. Trời ơi, bữa nay hối quá hối luôn. Bụng phệ quá phệ luôn. Dạ. Ăn dữ lắm sao bụng bự vậy em? Dạ em ăn cũng ít à. Dạ ăn ba bữa thôi à. Dạ. Đây mập của chị này chắc là 80 kg á. Rồi bây giờ là chị đang lo lắng vậy nè. Ở cũng hơi cách xa nhau ha. Dạ. Thì bao lâu, ví dụ mình hẹn hò đi, một năm là mình đám cưới đúng không? Dạ. Thì trong cái năm đó thì em chăm sóc bạn gái bằng cách nào, như thế nào? À, thì mình có hẹn hò ở thành phố nè, rồi một tuần 2-3 ngày cũng được. Tuần 2-3 ngày? Dạ. Chạy từ Long An lên. Bến Lức với gần Sài Gòn. Gần à? Dạ. Gần lắm. Bến Lức lên Sài Gòn đi khoảng 15 phút là tới hả? Vậy, đi rồi nhá. Đường cao tốc có quẹo cái rào là tới luôn em. Dạ. Dạ đúng rồi. Mình gần đi xe máy. Xe máy cũng nhanh lắm, đi 30 phút tới hả? Rồi mình đã sẵn sàng gì cho tương lai, cho đám cưới, rồi cho vợ con mình sau này chưa? Cố ấm cho mình chưa? Hiện tại thì em có công việc cũng ổn định, ở chung với bố mẹ. Ừ. Nhà đông anh em không? Dạ có 2 anh em. Em có 1 anh em. Anh lấy vợ chưa? Dạ có vợ. Có vợ rồi, ở chung trong nhà luôn? Dạ hiện nay ở chung. À, thì sao anh em lấy về anh phải ra. Bây giờ anh ra hay em ra? Chắc là anh ra rồi. Nó chưa biết nữa. Anh phải nhường cho em chứ là nghề bố ăn dẫu. Dạ, có ăn nghe cũng chịu mà. Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? À, em không thích bạn gái là tính hay cằn nhằn, quản lý nhau quá. Hẹn như mình đi chơi hay đâu mà cứ hỏi đi mấy người, bao giờ về, quản lý nhau quá thì em không thích lắm. Chứ em đi chơi với ai? Ví dụ mình đi cà phê với bạn thì mình có nói đi với bạn hay thôi. Là phải tin tưởng nhau đúng không? Tin tưởng nhau. Cái mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Có cái mẫu người mẫu lý tưởng không? Mẫu lý tưởng em mà dễ thương là như Jimmy cũng được. Jimmy à, Jimmy chính nó ra phải không? Đẹp ha. Cao
Cô này có 9 x trừ được không? Chắc không được á. Không, cô này thông minh lắm á. Thông minh, lanh lợi, năng động. Bây giờ ăn thua là hai người coi có hợp với nhau hay không rồi ha. Dạ. Sắp xếp cái chuyện hẹn hò sao phải quan tâm đến người ta chút xíu. Dạ. Rồi mình rút ngắn cái thời gian lại, mình cưới sớm thì mình đỡ phải đi về về nó cực. Dạ, ở chung. Ở chung. Ờ. Ha. Chứ cưới mà ở chung gì? Thì mình cưới là sớm, mình ở chung sớm. À. Được không? Dạ. Rồi vậy đi. Thì đúng chưa cưới ở chung thì. Thì được, đẹp trai hơi mập thôi. Không sao. Không sao. Anh này bóng chồng quá rồi bỏ ốm gì cũng chơi hết. Chị. Thôi giờ mình hỏi kiếm người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với lại anh trai với lại bạn. À, có anh trai này là hỏi vụ nhà luôn á. À, anh đúng không? Dạ, chào anh. Dạ. Em cũng chào anh Nguyễn Linh với chào chị Cát Tường. Thì em là Hà Lam, em là anh hai của Hồng Xuân. Dạ, thì hôm nay thì rất vui đến cái chương trình cùng chơi với các bạn. Ba mẹ em cũng hâm mộ chương trình lắm á. Ngày nào ba mẹ cũng xem á, cũng mong biết khi Xuân nó tham gia chương trình á. Thì ngày nào ba mẹ cũng lên coi, không biết tới ngày Xuân nó tham gia làm sao. À. Hôm nay thì tại vì đường xá thì ba cũng lớn tuổi nên ba không đi được. Em thì đi làm cũng ở thành phố cho nên là em đến tham dự chung với em. Thì về cái khoảng cách đó, ở dưới nhà em lên trên đây cũng không sao đâu. Tại vì bản thân em là minh chứng rồi. Em đi làm sáng đi chiều về quận 3 Sài Gòn. Mỗi ngày? Mỗi ngày. Cho nên là giờ cũng bạn cái khoảng cách em bị hẹn hò giữa hai em thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Em nghĩ là vậy. Sao anh đi làm trên này anh đứng lên đây ở luôn đi. Tại vì gia đình cũng đơn chiếc đó, cũng anh em á. Rồi cái nhà mình đang ở cũng là nhà thờ tổ ông bà. Thì ba mẹ cũng buôn bán ở trên quận 10 nè. Thì ba mẹ ý là mẹ cũng muốn là anh em ở chung trong gia đình vậy đó. Còn trường hợp mà ví dụ như sau này hai em mà đến với nhau á, mà em có muốn ở riêng thì cũng vô tới thôi, bình thường không sao. Lúc giờ ngon lắm nha em. Dạ, con giỡn nha. Ba mẹ thì cũng thoải mái, cũng nghĩa là đó nhà thường tổ là anh phải giữ phải không? Dạ đúng rồi. Là ở, em cũng được. Lúc ở chỗ nào em? Em ở Cò Đen á. À Cò Đen gần hơn nữa. Nói chung cũng như là rẻ thành phố thôi. Qua Bình Chánh là tới em đúng rồi. Bước qua bước qua bước lại mà. Nhà em có nấu rượu không? À, chú em có nấu. Đầy đủ đại lắm cưới. Để Sơn nhậu dữ không? Sơn nhậu được. Nhậu được. Nói chung là Sơn nó cũng có di chuyện của ông. Còn ba với em thì không có nhậu. Nghe dân Cò Đen là cũng nhậu dữ lắm luôn á. Rồi hôm nay anh trai nhìn thấy cô em gái này như thế nào? Nói chung nhìn em cũng dễ thương, cũng nhìn mặt cũng hiền hậu, thì đặc biệt là dân miền Tây mình thì cũng rất là hợp với nhau. Nên là em nghĩ là hai em cũng nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau. Thì về khoảng cách lúc đầu thì anh nghĩ là xa thì không xa đâu. Nên nếu mà quan trọng là hai em thấy hợp nhau thì anh nghĩ là được. Em nhìn thấy anh trai vậy là em đoán, em thấy là đó bên kia nó vậy đó. Anh với Xuân là giống nhau á. Hay sao? Dạ được không? Đã nhìn anh trai mà đẹp trai là chắc em cũng đẹp rồi. Trời ơi. Quan trọng lúc nãy anh mới nghe em nói là em thích nụ cười đẹp á. Dạ. Thì em nghĩ là nụ cười con Xuân có thể là cú hút em. Anh tin là vậy. Nhưng mà anh trai có chấm cô này chưa? Được không? Nói chung thì em thì nghĩ là chỉ cần Xuân tìm được một cái bạn mà hiểu nó, thông cảm, chia sẻ thôi. Rồi biết nấu ăn là cũng một lợi thế. Tại Xuân nó cũng thích ăn ngon. Nhưng mà đứa cá thì nó không biết nấu thôi, nhưng mà thích ăn ngon lắm. Cô này nấu ăn ngon tự tin đúng không? Dạ, vậy là ăn ngon thôi. Trong nhà thì cũng ba mẹ cũng thoải mái, cũng không bắt buộc em phải làm dâu hay làm gì đó, cứ thoải mái. Nói chung là tại anh còn nghĩ là nếu mà đúng không? Dạ đúng rồi, thì anh cũng làm được việc hết, giờ ở nhà cũng có chị dâu đó. Nói chung thì cũng thoải mái đó. Dạ. Anh cũng nghĩ là sẵn hai em cũng đến chương trình này rồi thì cũng có cái duyên với nhau. Dạ. Thì em nghĩ là nên hai em cần cho nhau một cái cơ hội, em bấm nút để tìm hiểu đó. Biết đâu đó có thể tương lai chúng ta là người gia đình. Dạ, cảm ơn anh. Bạn gái đi với ai? Dạ, em đi với chị gái, chị họ, với lại đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào ơi. Rồi, sẽ gặp chị đi. Em tên là chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Thị Khánh Trong, chị của em Kiều đây. Em thấy anh này làm sao? Đối với tiêu chuẩn của em đưa ra thì em thấy anh này là nói chung đẹp trai là thứ nhất, nụ cười là duyên rồi đó, nói chung ăn mặc cũng chỉnh chu rồi đó. Hồi nãy anh Cường Linh có nói là mập, không mập đâu em. Rất là vừa người em ạ. Thấy chị có vẻ thích quá ha. Nói chung em cũng thích nữa. Dạ. Chị ơi, em cũng muốn đóng chị ơi, của em. Không, em nhường. Chị nhường cho em đi. Nhưng mà
ý là em cũng thấy anh này là hiền tính, có vẻ là rất là hiền, rồi ăn mặc thì có thể chỉnh chu hơn, nhưng em của em thì tính tình cứng, có vẻ là tuy nhìn hiền ở ngoài tiếp xúc cũng là hiền hiền, nhưng mà đụng chuyện thấy cũng mạnh mẽ lắm, hơi men nó không nằm tính, dạ hơi men đó, còn nhìn hơi thí sinh, còn đây là hơi men thì có vẻ chắc là hợp rồi đó, bù qua sức lại, bù qua sức lại đó, bên nam mà thấy thư sinh mà bên nữ thấy men, nhìn vậy á chứ men lắm á chị, dạ nhìn vậy thôi chứ không phải vậy đâu. Quan trọng là tôi thích men nhưng tôi thích con trai không á. Cái đó là hỏi em chứ em cũng biết là thích trai hay thích gái. Trời đất ơi, chị nói dạ. Gì hoang mang, chị muốn cướp người yêu của em vậy? Chắc là vậy luôn á. Trời ơi, vậy luôn á hả? Trời ơi, chị em hài rất vui ha. Tính hài hước này là được lắm em, trong cuộc sống bồn bề này mệt lắm. Nhưng mà không sao đâu anh, được ha. Yên tâm đi, dạ em là uống chồng lắm rồi nên là không có vụ mà thích gái nữa đâu. Rồi, cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình kéo màn mình cho hai bạn trẻ gặp mặt nha. Đó. Thôi bây giờ thời gian dành cho hai bạn nha. Tiến hành đi.